Nissan Kicks 2025 ra mắt, động cơ mạnh hơn và có bản dẫn động 4 bánh. Bước sang thế hệ mới, Nissan Kicks 2025 có kích thước lớn hơn, không gian nội thất rộng rãi hơn và được trang bị nhiều công nghệ hơn. Nissan Kicks 2025 chỉ có duy nhất trang bị động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 139 mã lực và mô men xoắn 190 nm, tăng 17 mã lực và 36 nm so với động cơ 1.6L của thế hệ trước. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động e-tronic của Nissan, phân bổ sức mạnh động cơ tới bánh trước FWD hoặc cả 4 bánh AWD. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu crossover cỡ nhỏ này dưới dạng trang bị tùy chọn. Kết hợp với chế độ lái Snow và độ cao gầm xe 213mm, Nissan Kicks 2025 hứa hẹn có khả năng off-road ở mức khá. Về hình thức, Nissan Kicks 2025 có thiết kế vuông vức, gồ ghề hơn so với trước. Lấy cảm hứng từ mẫu Pathfinder tại Trung Quốc, phần mũi của Kicks 2025 có cụm đèn chiếu sáng gồm các thể nút xếp ngang, ôm hai bên người tản nhiệt màu đen cuối lớn. Dù hai bên thân xe thiết kế chân láng hơn trước, nhưng lại có phần cửa kính trông thật cao hơn, tạo cảm giác nối liền với cửa kính phía sau. Điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn hậu nhất phối với chi tiết trang trí màu đen giống thiết kế trên mẫu Alfa Romeo Milano cùng kích thước. Nissan Kicks 2025 có chiều dài 4.366mm, stay in yours. Carve city corners with attitude and agility. The intelligent all-wheel drive system plus a new rear suspension helps enhance handling. A new engine with increased power means you're quicker off the line, quicker to the action. Looking for serious fun? Hit sport mode for greater throttle response, a tighter feel, and a drive like you could only imagine. Sound exciting? It is. Want a smoother drive? Hit eco mode to maximize your driving efficiency. Mile after mile after mile. Kicks is the ultimate fit, the city-loving, adventure-seeking SUV that adapts to fit you. Started remotely, it's ready when you are. Kicks heats up or cools down before you even get in. Once you're in, it's high-tech simplicity in every corner. Zero-gravity seats can help reduce fatigue on long drives. Even the AC controls got a sleek upgrade. Việc Nissan quyết định điều khiển điều hòa bằng màn hình cảm ứng có thể sẽ không làm hài lòng những khách hàng quen sử dụng nút bật máy truyền thống. A versatile cargo area fits more stuff. Longer items fold the rear seats. Even with the seats up, everyone's luggage has a spot. With all this space, there's room to chill. On grid or off grid, Kicks lets you pack it in and get out there. Set the pulse and go. Instant front row with speakers built right into the headsets for you and your lucky plus one. A totally new sound experience. Dial the music to rock center stage or open arena style. So go on and soak in the sound. Huge dual displays. Front and center give a better view and more options. Your screens, your world, find the right fit. Your music, maps, and favorite apps are a touch away. Stay powered up without plugging in. Đây là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam vận hành bằng điện nhưng vẫn dùng động cơ xăng. Kicks has all the tech you need to get after it. Bao gồm một motor điện công suất cao. When it comes to driver assist tech, Kicks helps sense the unexpected. Want to transform your commute? Activate Pro Pilot Assist. It monitors the vehicle ahead and can adjust your speed. So sit back, relax your hands and your feet, even in traffic. Kicks not only assists you when you're driving, it has eyes all around when you're parking. With a split-screen virtual composite view that gives a 360 perspective to help you pull in or back out. Motion sensing cameras read the environment and even detect movement around the car. Now let's talk big picture. Safety Shield 360 comes standard and can help protect you from the unexpected. Like that bike rack you didn't see, Kicks can sense it and help stop you before it does. It can even spot cars creeping in from the side. Kicks also watches your front, because some people might not be watching. You wanted smart tech. You got it.